tiền tỷ vì tin chiêu trò, đầu tư qua mạng nhận lãi 10%. Trang Nemo không được hưởng án treo. Tổng giám đốc công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa hàng nghìn tỷ của hơn 10.000 người. Mất tiền tỷ vì tin chiêu trò, đầu tư qua mạng nhận lãi 10%. Thưa quý vị, một phụ nữ ở Quảng Ninh nghe theo kẻ xấu ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tiền vào một trang web với lời hứa lãi suất 10%. Khi số tiền đầu tư lên tới tiền tỷ, người này không thể rút được tiền về. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh này vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà PTN, 51 tuổi ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, bị lừa đảo qua mạng. Cụ thể, bà N bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Đức Duy lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư trên trang web yifu.com. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định khoảng giữa tháng 6 vừa qua, bà N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên trang mạng xã hội Facebook. Sau đó một tài khoản Facebook tên Đức Duy nhắn tin cho bà N hỏi giá. Qua nói chuyện, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy, 36 tuổi, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đang sống tại căn hộ Sài Gòn Asiana thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Duy nói đến tháng 7 sẽ tới Quảng Ninh thuê phòng. Sau khi tạo được niềm tin, Duy giới thiệu và gửi một đường dẫn bảo bà N rằng đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao. Duy nói bà N chỉ cần làm theo hướng dẫn, gồm chọn số giao dịch, số tiền giao dịch, do Duy gửi thì sẽ có lợi 10% lợi nhuận. Theo hướng dẫn của Duy, bà N đã truy cập đường link, lập tài khoản và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng của bà N. Duy yêu cầu bà N chuyển tiền vào một số tài khoản mở tại ngân hàng BIDV. Bà N chuyển 2 triệu đồng và được hưởng tiền lãi 200.000 đồng. Hàm lãi cao, ngày hôm sau bà N tiếp tục chuyển 10 triệu đồng và lập tức được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng. Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, bà N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản do Duy cung cấp. Liên tục trong các ngày, bà N đã chuyển hai lần với tổng số tiền 505 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, bà N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại. Tổng cộng số dư tài khoản trên trang web của bà N là hơn 1,8 tỷ đồng. Nhưng lúc này bà N thực hiện lệnh rút tiền không được. Duy nói muốn rút tiền, phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Duy bảo bà N rằng mình quen biết một người anh bán dữ liệu đặt cược với số tiền là 200 triệu đồng. Duy sẽ cho bà N 100 triệu đồng, còn lại bà N phải nạp thêm số tiền 100 triệu đồng. Do muốn rút được tiền, bà N đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30 tháng 6, bà N tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, nạn nhân vẫn không rút được tiền. Thời điểm này, bà N biết bản thân bị lừa nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Trang Nemo không được hưởng án treo. Thưa quý vị, theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trang và đồng phạm thể hiện sự xem thường pháp luật, cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 9 tháng tù là phù hợp, nên bác kháng cáo xin hưởng án treo. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, gọi là Trang Nemo, về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh trên, hội đồng xét xử bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Phạm Quyền Quy, 24 tuổi, quê Cà Mau, 9 tháng tù, Nguyễn Ngọc Khương, 24 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng tù và Phan Hoàng Nam, 25 tuổi, quê Đồng Tháp, 12 tháng tù. Tại tòa, các bị cáo trình bày một số quan điểm, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tự báo chữa, Trang Nemo cho biết lương tâm đã dằn vặt suốt 2 năm qua. Bên cạnh đó, nữ bị cáo cho rằng mình có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng và xin tòa cho mình được hưởng án treo. Tôi hỏi quý vị, nếu con của quý vị mắc lỗi lần đầu thì quý vị có đuổi đi luôn không hay răn đe dạy dỗ để tốt hơn? Tôi phạm tội lần đầu, tôi có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác nhưng bị xử vậy có phải quá khắt khe không? Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi, bị cáo trình bày tại tòa. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng sự việc xảy ra bên trong cửa hàng của bị cáo Trang, dù được can ngăn nhưng nữ bị cáo vẫn xông tới giật khẩu trang của Phạm Lệ Khanh, người liên quan. Từ đó các nhân viên của Trang đã xông vào đánh chị này thương tích. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trang và đồng phạm thể hiện sự xem thường pháp luật,
công khai đánh người, xâm phạm tới sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nên không có căn cứ xem xét. Về kháng cáo của chị Khanh, tòa cũng cho rằng không có căn cứ xem xét. Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi khi tự ý tham gia vào sự việc của bị cáo Trang và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Trang Nemo bị Tòa án Nhân dân quận 1 xét xử sơ thẩm tuyên phạt tù 9 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Cũng tội danh trên, ba đồng phạm bị phạt bức án từ 9 đến 12 tháng tù. Sau phán quyết trên, Trang Nemo và hai đồng phạm kháng cáo xin được hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, trong vụ án này, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo hủy án sơ thẩm. Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online, nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 15 giờ ngày 16 tháng 1, My cùng Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Khoảng 15 giờ, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh. Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng. Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự. Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%. Tổng giám đốc công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa hàng nghìn tỷ của hơn 10.000 người. Thưa quý vị, theo Công an Hà Nội, Tổng giám đốc công ty Nhật Nam đã quảng cáo sai sự thật về các dự án cam kết trả lãi suất từ 34 đến 46% để người dân tin tưởng, nộp tiền vào công ty. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, bà Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án cam kết trả lãi suất từ 34 đến 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Công an Hà Nội thông tin. Trong các ngày 30 và 31 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy. Vụ án hiện được Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Thúy và đồng phạm, xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại. Theo nhà chức trách, bị can Thúy đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.